Ban đêm quý vị ha, ban ngày nhiều khi lên tới 26, 27 độ, còn ban đêm. Tuy nhiên thì ở đây thì mãi mà không thấy lãnh đạo có một cái quyết định phía trên là khu Đà Lạt Center. Xa lắm hả? Rồi, chào nghe. Coi là bữa lên cơm bạn nào, coi mấy con. Rồi sáng mai thấy. Anh review cái khách sạn. Chào quý vị nghe. Bây giờ là 19:30 ngày mùng 9 Tết. Là ngày 18 tháng 2 năm 2024 thì là ngày Chủ nhật quý vị. Nhân dịp cuối tuần thì nhân kính chúc quý vị, cô chú, anh chị, các bạn có thật nhiều sức khỏe để có một cái tuần làm việc vào ngày mai, là cũng là một cái ngày làm việc đầu tiên của năm Giáp Thìn đó quý vị. Vì hai ngày vừa rồi thì làm việc thì thật ra cũng nhấp nháp thôi. Chính thức là bắt đầu là ngày mùng 10 Tết và là ngày 19 tháng 2. Thì nhân cũng chúc cho mọi người có một cái năm mới làm việc thật là hăng say, có nhiều cái thành tích tốt, để có thật là nhiều tiền quý vị, để đi du lịch Đà Lạt chẳng hạn, hay là du lịch nước ngoài. Còn bây giờ thì nhân sẽ ra ngoài đường để gửi tới quý vị những cái hình ảnh của thành phố Đà Lạt vào tối ngày mùng 9 Tết, cũng là ngày nghỉ cuối cùng, và ngày mai là ngày mùng 10 là ngày vía thần tài đó quý vị. Vía thần tài mọi người cũng sẽ đi chợ rồi cúng ông thần tài thổ địa, cầu cho một năm mới làm ăn coi như là phát đạt, mọi sự như ý. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ ra ngoài đường, và khi mà quý vị xem video này vào sáng ngày mai là ngày thứ hai đầu tuần rồi, chúc quý vị có một cái tuần mới thật nhiều may mắn, sức khỏe, cũng như là một tuần công tác và làm việc thật là trọn vẹn quý vị ha. Còn bây giờ chúng ta sẽ đi ra đường. Chào quý vị, bây giờ nhân sẽ hướng xuống phía dưới quảng trường Lâm Viên nha quý vị. Bây giờ là 19:30. Trước mắt chúng ta đó là cái con đường mà đi hướng xuống phía quảng trường Lâm Viên quý vị. Bây giờ là 19:30 ngày 19 tháng 2 và nhằm ngày tối mùng 9 Tết quý vị. Nhằm quý vị, bây giờ là tối ngày 18 tháng 2. Mấy nay là dùng lịch âm là lịch Tết quý vị. Lịch nào là mùng 1, mùng 2, mùng 5, mùng 7 Tết quý vị. Cho nên quên luôn cả ngày dương lịch. Hôm nay là ngày 18 tháng 2, là nhằm ngày mùng 9 Tết. Chúng ta thấy là dọc ngay đường mà quanh quảng trường Lâm Viên, chúng ta thấy là xe cộ đậu rất là nhiều. Nhưng mà chủ yếu là xe mang biển số 49. Chúng ta thấy không? Biển số 49 không. Vì nguyên cái mùa Tết á, là người dân Đà Lạt á, người ta không có ra ngoài đường. Đặc biệt là ô tô á, người ta không có ra ngoài đường, người ta nhường cho khách du lịch. Vì Tết vừa rồi á, khách du lịch là lên thành phố Đà Lạt rất là đông luôn. Nên hôm nay là cái đêm mà gọi là đêm cuối cùng của ngày Tết, nên mọi người ra đường rất là đông, đặc biệt là người Đà Lạt. Đây có vụ gì đây? Có một vụ tai nạn vừa xảy ra ngay khúc đó quý vị. Có một bạn đang nằm ở dưới đất, không biết là có bị gì không. Còn ở đây là khu vực quảng trường Lâm Viên, xe cộ đậu rất là nhiều. Ngoài việc người Đà Lạt á, cũng còn một số khách du lịch á, người ta đi du lịch Đà Lạt sau Tết quý vị. Người ta đi du lịch Đà Lạt sau Tết nên cũng còn rất đông. Hôm nay vào các cái khu du lịch thì nhận thấy là cũng bắt gặp khách du lịch cũng khá là nhiều. Mặt hồ Xuân Hương tĩnh lặng.
nhìn về phía sân gót đội cù. Bên này là quảng trường Lâm Viên. Hôm nay đi ra đường mới có một cái cảm giác nó khá là yên bình quý vị. Vì nguyên từ ngày mùng 2 Tết cho tới mùng 8 Tết là khách du lịch nườm nượp, đi ra đâu cũng thấy kẹt xe, cũng thấy ùn ứ. Còn hôm nay thì đường xá thông thoáng. Nhân dịp mà đường xá thông thoáng thì Nhân cũng chở cả nhà đi ăn sáng, rồi đi tham quan một cái khu mới ở ngay cầu đất. Đó là khu vườn châu Âu, rất là đẹp, rất là dễ thương. Nhân tiện thì cũng review quay lên để cho quý vị xem, giới thiệu về một cái khu du lịch mới ở Đà Lạt. Tuy nhiên thì Nhân cũng chưa có làm video đó, vì vừa đi về xong cái là chép vào trong máy để đó, cũng chưa có làm video để đăng. Nhân tiện đây thì Nhân quay về đường phố Đà Lạt vào đêm mùng 9 Tết. Như vậy là hết mùng rồi, cho nên là chúng ta làm việc qua tuần là bắt đầu là hăng say làm việc cho một năm mới. Hẹn năm sau, Tết năm sau chúng ta lại đi du lịch Đà Lạt. Những cây mai anh đào ở ngay Hồ Xuân Hương nè, có một cây nó nở được vài bông nè. Còn lại thì tịch rồi quý vị ha. Bây giờ mai anh đào mà dọc đường Trần Hưng Đạo nè, đi ra khu vực Xuân Thọ Trại Mát á, cũng nở khá nhiều quý vị. Cho nên nhìn nó cũng đẹp, rất là giờ những cái cung đường nó hồng, rất là đẹp để mà chụp ảnh. Nếu mà có dịp thì chúng ta ghé tới đó để mà chụp ảnh ở trên con đường Trần Hưng Đạo cũng như là khu vực Xuân Thọ Cầu Đất. Ở đối diện á là ngay sân gót đồi cù hướng gót Valley quý vị, thì có một cái khu vực nhạc nước nè, rồi cộng vào đó là bên đó là có một cái khu vực hội chợ. Khu vực hội chợ thì Nhân bữa trước Nhân cũng có quay, cũng có review rồi quý vị, cho nên là hôm nay Nhân không có vô đó nữa. Khu vực hội chợ thì hôm nay là bữa cuối cùng. Nếu mà những ai mà tín đồ của chơi lô tô á, chơi lô tô là quý vị có thể ghé vô chơi lô tô, mua vé chơi lô tô, xổ số trúng xe máy iPhone gì đó quý vị. Năm nào cũng cuối cùng là cũng có người trúng xe máy hay là ô tô gì đó, mà xe máy hay là điện thoại chứ, rồi tivi gì đó. Nhân thì khi mà rảnh thì cũng có tham gia, nhưng đợt này thì ít tham gia mấy cái bộ môn đó. Cho mấy đứa nhỏ chủ yếu là đi chơi lô tô, đi chơi trò chơi ở những cái trò chơi dân gian, bắn súng, ném này kia nọ để cho tụi nhỏ nó biết. Thế còn giờ thì nghỉ ngơi để ngày mai bắt đầu một tuần làm việc mới. Trước mắt chúng ta đó là đập cầu Hưng Đạo nữa quý vị. Cũng còn nhiều du khách họ đi chơi đây nè. Chúng ta thấy không? Nhiều du khách họ đi chơi sau Tết chứ không phải là rồi khách du lịch là người Hàn Quốc nè. Những cặp đôi tay trong tay đi trên phố rất lãng mạn luôn quý vị ha. Đường phố tối nay thì vẫn còn đông, nhưng mà có lẽ là còn một số khách du lịch chủ yếu là Hàn Quốc và một số người đi du lịch sau Tết. Bây giờ Nhân sẽ ghé vào trong khu vực chợ Đà Lạt. Với việc Tết Nguyên Đán vừa rồi, từ ngày 28, 29 Tết, đây tối nay vẫn còn đông xe quý vị ha, ngay khu vực này vẫn còn đông. Từ ngày 28, 29 Tết cho tới ngày mùng 8 Tết, thì Đà Lạt đã đón một cái lượng khách cũng khá là lớn, khoảng 300.000. du khách. 300.000 du khách thì trong đó có khách Hàn Quốc cũng chiếm một cái số lượng khoảng 10 tới 15%.
còn lại là khách Việt Nam. Tối nay vào thì gặp khách Hàn Quốc quá trời luôn nè. Chợ Búa, rồi bên này bên kia, từ khu bán thời trang cho tới khu ẩm thực thì chúng ta thấy là cũng đông đó chú quý vị ha. Nhân nghĩ là tối nay vào khu vực chợ đêm sẽ vắng vì khách du lịch họ đi về hết rồi. Nhưng mà khi vào đây cũng thấy bất ngờ, cũng đông vui với chú vị. Khách Tây, khách Hàn Quốc, rồi khách Việt Nam rất nhiều. Trong này là khu Lan Farm Store nè, bán đặc sản Đà Lạt. Phía đằng sau chúng ta thấy là khách cũng đang đi vào chợ đêm. Mấy hôm nay thời tiết Đà Lạt cũng kiểu ban đêm thì trời nó cũng lạnh khoảng 13-14 độ. Còn ban ngày thì nhiệt độ buổi trưa, đặc biệt buổi trưa là nó nóng gấp đôi, nắng gấp đôi so với ban đêm quý vị ha. Ban ngày nhiều khi lên tới 26-27 độ, còn ban đêm thì 13-14 độ, chênh lệch là gấp đôi đó quý vị. Nhiệt độ độ chênh lệch giữa thời điểm mà lạnh và thời điểm mà nóng nhất trong ngày là gấp đôi luôn á. Cho nên là nhiều hôm đi ra ngoài đường á, kiểu nắng dễ bị sốc nhiệt á. Tuy nhiên thì ở đây thì cũng mát mẻ so với các cái thành phố khác quý vị ha. Trong khu vực chợ đêm nên cấm ô tô quý vị. Vào đây khi mà mọi người đang đi bấm còi inh ỏi. Mãi mà không thấy lãnh đạo có một cái quyết định cấm ô tô, tạo thành cái khu phố đi bộ nó sẽ văn minh hơn. Ô tô vào đây cứ bấm còi inh ỏi, và cũng xe máy nữa, nếu mà cấm xe máy thì cũng được luôn, cũng ủng hộ luôn quý vị. Trời đêm cũng đông quá vậy ha. Bên này thì bán áo gió, áo khoác có 100-150 ngàn. Đây bong bóng, phía trên là khu Đà Lạt Center. Nhìn cái khung cảnh chợ đêm này chúng ta thấy là Đà Lạt nó cũng có sức hút chứ quý vị. Dù là hết Tết rồi mà chúng ta thấy là vẫn còn đông, vẫn còn nườm nượp khách, là chúng ta thấy là cũng có sức hút rất là ghê gớm. Phía trên đó là cầu thang Mộng Đẹp hướng lên khu Hòa Bình đó quý vị. Trên cầu thang nhìn nó cũng đông người ghê gớm.
Với ngày mùng 9 Tết, ngày mai là mùng 10 rồi, mà thấy khách đông như này thì cũng mừng quý vị. Vì không chỉ là khách tập trung du lịch vào ngày Tết, mà những ngày thường này thì cũng đi du lịch, cũng tăng doanh thu, người làm du lịch vẫn có thu nhập tốt quý vị. Kinh doanh buôn bán rồi đặc sản Đà Lạt cũng sẽ bán được. Trước khi mà ở nhà xuất phát thì Nhân nghĩ là tối nay chợ đêm sẽ vắng vẻ sau một cái thời gian mà coi như là đầy ắp người. Nhưng mà khi vào chợ đêm như thế này thì cũng khá là bất ngờ. Rất bất ngờ luôn. Lượng khách vẫn còn rất nhiều. Năm nay với việc đèo Prenn được hoàn thiện xong và đưa vào sử dụng trong cái dịp Tết Nguyên Đán, nên rất là nhiều khách du lịch họ lên đây với mục đích, nhiều người với mục đích là để check-in hoa đào, với check-in rồi xem thử đèo Prenn thì xong sẽ như thế nào. Có những cái bức ảnh về đèo, check-in ở đèo Prenn. Đón khách sai vị trí cũng bị dính chưởng. Và đây là con dốc Lê Đại Hành quý vị. Dốc Lê Đại Hành là một trong những cái con dốc mà khá là đẹp. Bình thường mỗi năm là hoa mai anh đào mà ở con dốc này mà nó nở đẹp vô cùng, một màu hồng rực rỡ. Tuy nhiên năm nay thì hoa đào ở ngay trung tâm chúng ta thấy có vài bông lác đác trên cây cho nó vui. Chứ thực ra năm nay không có nở luôn. Còn bên phía bên này là những cái quán cà phê vào dịp Tết cũng nườm nượp khách luôn. Đó là nào là quán nghệ sĩ, quán phê la, rồi những cái quán nước Hàn Quốc, rồi những cái quán lẩu, lẩu hơi, quán cà phê Gia Nguyễn đều nườm nượp khách. Đặc biệt vào dịp Tết vừa rồi thì các cái khách sạn ở ngay trung tâm nè là coi như là đều cháy phòng hết quý vị. Giá phòng thì cao, cao chót vót luôn, cao gấp đôi, gấp ba, nhưng mà khách vẫn nườm nượp quý vị ha. Khi mà khách mà nườm nượp vậy chúng ta cũng mừng vì một cái tín hiệu hồi phục kinh tế sau một đợt khủng hoảng rồi dịch Covid-19 nữa. Thì sau thời gian đó là coi như là kinh tế nó lộ ra nhiều vấn đề. Và bây giờ thì mọi người đi du lịch đông thì có nghĩa là kinh tế có phần nào ổn định. Tuy nhiên là không phải ai cũng được như vậy. Cũng có những người bị ảnh hưởng của kinh tế, nào là những cái thất nghiệp hay là những cái công ty phá sản, rồi mất việc làm vân vân. Cầu mong cho năm Giáp Thìn này kinh tế sẽ phát triển mạnh hơn năm cũ, nhiều người có kinh tế bền vững hơn, phát triển hơn. Vòng quanh khu Hòa Bình nè quý vị. Bình thường thì Nhân hay đi vòng khu Hòa Bình, xong cái là ghé vô quán bia chiêu chiêu ở dọc đây, làm một chai bia chi mây hay là Corona gì đó rồi đi về quý vị. Tại vì nhà mình cũng gần, nếu mà uống một
chai bia đó rồi tạt về nhà nó cũng không sao. Tuy nhiên thì cũng không có khuyến khích về vấn đề là đã uống bia rượu là không lái xe đâu quý vị. Vì nếu mà công an mà bắt phạt thổi nồng độ cồn phạt hơi bị nặng luôn. À, đây là ngay khu Hòa Bình, hướng xuống chợ Lầu Đà Lạt. Ở trên chợ Lầu có một cái khu nhà hàng cà phê Tati. Trên đó là ngồi ngắm cảnh, lâu lâu cũng có mấy cái show nhạc. Dọc dọc khu vực này ban đêm người ta bán rất là nhiều các cái mặt hàng này. Nào là súp bánh tráng nướng, xiên nướng, rồi trứng vịt lộn nữa, rất là nhiều để phục vụ thực khách. Nhưng mà đường xá đêm nay thì thoáng đãng quý vị ha. Khách thì tập trung ở ngay quảng trường Lâm Viên hay là chợ đêm Đà Lạt thôi. Còn dọc dọc các cái tuyến phố chúng ta thấy là nó cũng thông thoáng. Đi xe máy rất là thoải mái, đi ô tô cũng thoải mái nữa. Có một điều đặc biệt mình cảm nhận được luôn, đó là khi mà du khách giảm á, thì cái không khí á, nó mình cũng cảm thấy là nó se lạnh và nó trong lành hơn so với lúc mà du khách đông quý vị. Vì chúng ta cũng biết rồi, khi mà du khách đông á, ai cũng đi xe máy, ai cũng đi ô tô nườm nượp hết, vừa người vừa xe, nó tạo nên nào là khói bụi rồi cũng như là hơi người nữa, làm cho không khí nó nóng lên và cái mức độ ô nhiễm môi trường nó cũng sẽ cao hơn. Còn khi mà vắng vắng như thế này thì cái không khí cũng như là môi trường nó sẽ tốt hơn. Đây người ta bày bàn ghế ra giữa đường để kinh doanh buôn bán luôn. Đây thì có bán bánh căn nè, sữa đậu nành nè. Mọi người tập trung ăn uống ở ngay con đường này. Ngay ở đây có một cái quán sữa đậu nành cũng rất là ngon. Dạ vậy hả? Anh ở đâu? À xa lắm hả? Dạ. Rồi chào nghe. Coi là bữa lên cơm bán hàng coi mấy con. Rồi sáng mai thấy. Anh review anh. Anh review cái khách sạn Mobile. Lại là những vị khán giả thân thương khi mà đi lướt qua chúng ta gặp nhau. Dọc xuống đường Trương Công Định. Ngày xưa thì đường Trương Công Định này được mệnh danh là phố Tây, sau này thì cũng giảm khách Tây, là cũng giảm khách Tây, giờ người ta cũng ở rải rác chứ người ta cũng không có cần nhất thiết là phải tập trung vào cái một cái con đường nào đó. Tuy nhiên ở đây thì nó cũng mang một cái dáng dấp gì đó nó Tây Tây, với những cái quán ăn, những quán búp, những quán bar thì nó cũng mang cái phong cách Tây Tây. Và đặc biệt thì cũng có nhiều người nước ngoài á, người ta lấy vợ ở Việt Nam rồi người ta cũng mở những cái quán bar, quán búp, những quán cà phê ở ngay khu vực này á để bán. Cho nên những cái quán này mang cái tên, ví dụ như cái tiệm may này nè, thì nó cũng mang lấy cái tên này là gì? Có lẽ là tên Pháp. Rồi những cái quán cà phê hay là những tiệm uống hay tiệm burger này là của một anh người Tây nè. Một anh người Tây là người ta mở ở ngay khu vực này. Rồi dọc dọc đây thì có quán B21 nè. Các bạn trẻ cũng thường hay ghé chỗ B21 này nè, ngồi uống bia rồi ngồi chiêu chiêu ăn uống ngay khu vực này. Đây, quán B21. Quán B21 này hồi mà còn trẻ trẻ chưa có vợ, thanh niên quý vị,
Thì nhân cũng hay ngồi đó để uống bia. Mỗi khi mà đi làm về, lúc mà chưa cưới vợ, lúc đi làm về là như rủ một hai người đó vào đó chiêu chiêu, ngồi uống một chai bia, hai chai bia vậy đó quý vị. Rồi có như, hồi trước là có rất là nhiều các cái bạn gái trẻ trẻ xinh xinh nữa phục vụ ở đó, rồi rất là dễ thương. Còn ngày nay thì bây giờ thì cũng lớn, có tuổi rồi, già rồi quý vị, nên những cái chỗ đó nó không còn phù hợp với mình nữa. Bây giờ mình chỉ những cái quán mà nó phù hợp đúng với lứa tuổi của mình. Đây là đường Phan Đình Phùng quý vị. Trên đường Phan Đình Phùng này là kinh doanh buôn bán ngon lắm. Vì trên đường này rất là nhiều những cái quán lẩu, quán ăn nè, rồi quán các cái showroom điện thoại, khách sạn, rồi những cái cửa hàng thời trang. Khu vực này là kinh doanh buôn bán nó tấp nập lắm. Dù có khách du lịch hay là không khách du lịch thì trên đường này vẫn kinh doanh buôn bán tốt. Có nhiều bạn trẻ chạy xe nhanh ghê. Như vậy là 10 ngày qua là đường phố Đà Lạt rất là đông vui luôn. Và hôm nay đường trở nên vắng và yên bình á. Mình nhiều khi có cảm giác là không có quen luôn á. Mỹ phẩm cũng rất là nổi tiếng, nào là của Hàn Quốc ra. Mình nói là Forever. Ui cha cha, đang đi, khán giả lại gọi. Dạ. Gặp hôm tháng 11 ở trong Cơm Lam Hương Quê để đó, nhớ không? À, trong Cơm Lam Hương Quê hả? Ừ. À. Hương Quê. Phía sau ra. À dạ dạ, ăn 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 gạch đi. Cái ấn tượng em giật mình luôn. Cà phê ở ngoài kia. Dạ. À, Nhật Nguyên. À, cà phê Nhật Nguyên hả? Mà hãy vô coi cái view đẹp. À, là lên ngồi ngồi ở trên đó. Đúng rồi, mà không thấy em đâu. À, 10 ngày rồi, bây giờ mới thấy đường phố yên bình và dễ chịu như hôm nay. À, lại tiếp tục gặp những khán giả thân thương cũng coi trên kênh Đà Lạt Street để tham khảo những cái điểm đi tham quan du lịch ở Đà Lạt quý vị. Cũng vô tình đang đi vòng vòng ngoài đường thì đi ngang qua, anh chị kêu lại. Nhiều khi cũng vui quý vị. Vì ngày nay khi mà mình làm chuyên về du lịch quý vị, giới thiệu các cái điểm du lịch rồi ăn uống hay là địa điểm tham quan vân vân, thì những cái chuyến mini tour này kia để là hướng dẫn về du lịch á, cho nên là những người mà đi du lịch Đà Lạt á, họ cũng thường hay coi kênh của mình để tham khảo, cho nên đi ra đường là họ nhận ra liền. Và nhân cũng đang tiếp tục đi trên con đường Phan Đình Phùng, hôm nay khá là thông thoáng và cảm thấy đi nó thoải mái mát mẻ vậy ha. À, không còn cái cảnh tượng mà bon chen rồi đông đúc nữa. Mình cũng cảm thấy nhẹ nhàng. Tuy nhiên thì mình cũng mong là khách du lịch họ đến thành phố Đà Lạt cứ đều đều và cuối tuần sẽ đông, để cho bà con kinh doanh về các cái mảng du lịch đó, họ sẽ phát triển, họ sẽ kiếm tiền giàu hơn, thành phố Đà Lạt được nhiều người biết tới, nhiều người yêu mến hơn. Như vậy là những cái hình ảnh của thành phố Đà Lạt hôm nay cũng sẽ là trên con đường Phan Đình Phùng cũng sẽ là kết thúc video tại đây. Và nhân rất là cảm ơn quý vị, cô chú anh chị các bạn đã theo dõi video này. Hãy đăng ký kênh để tiếp tục ủng hộ cũng như là theo dõi những cái video sau của nhân nha. Còn bây giờ thì Nhân xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong một video tiếp theo về Đà Lạt. Rồi anh tình.